Hóa ra những người sống thọ trên thế giới toàn ăn những thứ rẻ tiền này mà người Việt vẫn thờ ơ bỏ phí. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video. Thưa quý cô bác, chúng ta thường mong mỏi có thể tìm ra một viên thuốc thần kỳ chống lão hóa mà không biết rằng bí quyết để sống thọ thực tế luôn ở quanh chúng ta. Theo phát hiện của hai cuộc nghiên cứu liên quan đến tuổi thọ mang tên Gram và Gluck của Đại học Harvard, để luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, mỗi người đều cần một số thói quen tốt trong cuộc sống như không hút thuốc, chăm tập thể dục, sống hướng ngoại, giữ cân nặng cân đối và ăn đúng loại thực phẩm. Mặc dù bạn cần duy trì tất cả những thói quen này cùng một lúc để có thể sống thọ, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng những gì chúng ta ăn hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tỷ lệ mắc bệnh. Mặc dù không có loại thực phẩm nào có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng một số loại thực phẩm rẻ bèo dưới đây lại được những người sống thọ trên thế giới ăn thường xuyên vì có thể ngăn ngừa bệnh mãn tính, giảm nguy cơ ung thư cơ, tử vong sớm vì nhiều loại bệnh nguy hiểm. Mời quý cô bác cùng chúng tôi tìm hiểu xem đó là gì nhé. Hóa ra, những người sống thọ trên thế giới toàn ăn những thứ rẻ tiền này mà người Việt vẫn thờ ơ bỏ phí. 1. Hạt chia giảm nguy cơ tử vong sớm. Một trong những nguyên tắc cần nhớ khi xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh đó là bổ sung đầy đủ chất xơ, bởi chất xơ chính là chìa khóa để ngăn chặn sự thèm ăn của bạn và giữ lượng đường trong máu ở mức vừa phải. Trong đó, hạt chia chính là một trong những thực phẩm chứa lượng chất xơ dồi dào. Chỉ 2 muỗng hạt chia 6g cũng có thể cung cấp 22% lượng chất xơ mà cơ thể cần trong ngày. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nội khoa JAMA Mỹ cho thấy những người tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn uống của mình có thể giảm nguy cơ tử vong sớm. Ngoài ra, hạt chia cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2. 2. Quả ớt chuông chống viêm, kéo dài tuổi thọ. Ớt chuông đỏ có chứa chất chống oxy hóa mạnh, cung cấp lượng vitamin A dồi dào và đặc biệt chứa vô cùng nhiều vitamin C. Một quả ớt chuông cỡ trung bình cung cấp 150% vitamin C mà cơ thể cần trong ngày. Ngoài ra, ớt chuông đỏ cũng chứa chất phytochemical và carotenoid là những chất chống oxy hóa có khả năng chống viêm và có khả năng kéo dài tuổi thọ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng đã cho thấy, càng nạp nhiều carotenoid, phụ nữ trên 60 tuổi càng ít có nguy cơ tử vong đột ngột. 3. Cà phê chống ung thư, các bệnh mãn tính. Thói quen uống cà phê buổi sáng không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn cứu mạng bạn đấy. Nghiên cứu được thực hiện bởi trường y thuộc Đại học Stanford, Mỹ cho thấy rằng caffeine trong cà phê có thể chống lại chứng viêm mãn tính, góp phần phòng ngừa ung thư, Alzheimer, bệnh tim và các bệnh mãn tính đe dọa tính mạng khác, v.v. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày. 4. Thực phẩm lên men. Ông Susan Dyson, chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm U trung biểu mô tại asbestos.com cho hay, chế độ ăn uống giàu thực phẩm lên men cung cấp vi khuẩn tốt để duy trì đường ruột khỏe mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta già đi, lúc này hệ vi sinh vật của cơ thể có xu hướng mất đi sự đa dạng và phong phú. Dyson cho biết, một hệ vi sinh vật đa dạng có liên quan đến tác dụng chống béo phì và dường như bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tự miễn dịch. Đó là một trong những cơ chế được cho là góp phần ngăn ngừa suy giảm sức khỏe theo tuổi tác. Theo chuyên gia, món kim chi, kefir, kombucha, sữa chua và các loại thực phẩm chứa probiotic khác có thể có lợi cho quá trình tiêu hóa của bạn. Tốt nhất là mỗi ngày đều nên sử dụng các thực phẩm lên men. 5. Ăn đậu. Những người sống trong quần thể Blue Zones có thói quen thường xuyên ăn đậu, ít nhất là một nửa cốc một ngày. Đậu có nhiều loại, bao gồm đậu đen, đậu trắng, đậu lăng, v.v. được biết đến là một nguồn protein thực vật giá rẻ, nhiều chất xơ và là nhóm dinh dưỡng tốt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhất là sức khỏe đường ruột. Các loại đậu đã được Viện Nghiên cứu Lão hóa Quốc gia ở Melbourne, Australia mệnh danh là yếu tố dự báo chế độ ăn quan trọng nhất về tuổi thọ. 6. Các loại rau họ cải. Bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải đều là những thực phẩm tự nhiên tốt cho tim mạch và ngăn ngừa một số loại bệnh ung thư. Stacy L. Anderson, tiến sĩ trợ lý giáo sư tại Đại học Y khoa Boston cho biết, người sống trăm tuổi ăn nhiều loại rau xanh, thảo mộc và trái cây trong vườn.
Có nhiều bằng chứng về tác dụng tăng cường sức khỏe của chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật. Một báo cáo quy mô lớn năm 2021 trên tạp chí Circulation phát hiện ra rằng tiêu thụ khoảng 2 phần trái cây và 3 phần rau mỗi ngày có thể là lượng tối ưu để sống lâu hơn. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Harvard phát hiện ra rằng những người ăn 5 khẩu phần một ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 12%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 10% và nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp thấp hơn 35% khi so sánh với những người chỉ ăn 2 phần một ngày. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng các loại rau lá xanh, chẳng hạn như rau bina và cải xoăn, trái cây và rau quả, giàu beta-carotene và vitamin C, chẳng hạn như cam quýt, quả mọng và cà rốt, cho thấy nhiều lợi ích nhất về tuổi thọ. Các loại rau giàu tinh bột như đậu Hà Lan, ngô và khoai tây trắng không liên quan đến việc hỗ trợ cuộc sống lâu dài. 7. Bơ. Loma Linda ở California là một trong 5 khu vực xanh và là một cộng đồng duy nhất được tạo thành bởi hầu hết những người Cơ đốc Phục Lâm. Cùng với việc thực hiện các nghi thức tôn giáo thường xuyên và khoảng thời gian 24 giờ hàng tuần để trầm tư trong yên tĩnh, những người trong cộng đồng này phần lớn đều ăn chay với đầy đủ các loại thực phẩm lành mạnh. Bơ có một danh sách dài các lợi ích sức khỏe là một thực phẩm chủ yếu của cộng đồng Loma Linda. Theo một bài báo của National Geographic, bơ rất hữu ích trong việc giảm cholesterol và chứa nhiều kali hơn chuối 30%. Trái bơ cũng được chứng minh là giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh tiểu đường loại 2. 8. Dầu ô liu. Dầu ô liu nguyên chất có một danh sách dài các lợi ích sức khỏe đã được chứng minh. Nó rất giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, chất béo không bão hòa đa và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Sử dụng dầu ô liu hàng ngày sẽ giúp kiểm soát cân nặng, giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể nhờ các đặc tính chống viêm. Đó là lý do tại sao nhiều người ở Địa Trung Hải sử dụng dầu ô liu nhiều nhất và có sức khỏe mạnh nhất trên thế giới. 9. Khoai. Khoai tây là lương thực chính của những người sống ở Icaria, Hy Lạp. Trong khi đó, khoai lang tím được ưa chuộng với người dân ở Okinawa, Nhật Bản. Khoai lang tím có chứa một chất phytochemical được gọi là anthocyanins, được biết đến là giúp ngăn ngừa bệnh tật. Khoai lang cũng rất giàu vitamin A, B6, C, kali và chất xơ. Tuy nhiên, một số người cho rằng khoai tây trắng không tốt cho sức khỏe vì hàm lượng carbon hydrate cao. Tuy nhiên, khi ăn đúng cách sẽ kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường, đồng thời giúp mức huyết áp thấp. Có thể thấy chế độ ăn uống rất quan trọng trong việc giúp chúng ta sống lâu, sống khỏe hơn. Không chỉ nên chú trọng ăn gì để khỏe hơn, mà chúng ta cũng cần chú ý xem nên hạn chế ăn gì để tránh việc gây giảm tuổi thọ. 1. Đồ chiên rán. Các loại thực phẩm chiên rán luôn có hương vị hấp dẫn khiến chúng ta mê mẩn. Tuy nhiên, chúng dễ làm tăng các gốc tự do trong cơ thể, từ đó đẩy nhanh quá trình oxy hóa và làm lão hóa các tế bào. Bên cạnh đó, lượng chất béo lớn trong đồ chiên rán sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất, gây ảnh hưởng đến nội tiết và khiến cơ thể già đi nhanh chóng. Ngoài ra, các món chứa nhiều chất béo như lòng lợn, thịt mỡ hay thịt ba chỉ cũng góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ăn quá nhiều chất béo động vật sẽ làm sản sinh một lượng lớn lipid peroxide, làm tăng tốc độ lão hóa nhanh hơn. 2. Đồ ăn chứa nhiều đường. Những món bánh kẹo, đồ uống chứa nhiều đường không hề có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh việc làm bạn tăng cân, quá trình tiêu thụ, phân giải đường còn gây ra áp lực lớn lên các tế bào, làm tăng mức độ lão hóa của tế bào, thúc đẩy lão hóa da sớm, giảm sức đề kháng của phụ nữ, làm cho cơ thể yếu đi. 3. Thực phẩm muối chua, thực phẩm ướp muối. Các loại thực phẩm ướp muối như trứng muối, cá muối, v.v. hay đồ muối chua như dưa muối, cà muối có hương vị hấp dẫn và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, chúng không hề có lợi cho sức khỏe. Sau khi ướp muối, cấu trúc dinh dưỡng của thực phẩm sẽ thay đổi, làm tăng sự tích tụ nitrit sẽ gây ra tác hại tiềm tàng cho dạ dày. Nitrit là một chất được WHO xếp vào danh sách chất gây ung thư hàng đầu. Ngoài ra, hàm lượng muối trong các thực phẩm này rất lớn. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ gây phù nề, tích nước,
khiến bạn bị tăng cân, béo phì và trông già đi nhanh hơn. 4. Bia rượu. Một là gan khỏe sẽ cho một làn da khỏe. Theo bác sĩ Ostad, khi gan hoạt động tốt, các chất độc có thể hủy hoại da được thải ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên. Song nếu các chất độc tích tụ lại trong gan và không được phân giải đúng cách, trên da có thể xuất hiện một vài vấn đề như mụn, vàng da và nếp nhăn. Uống rượu bia cũng có thể gây chứng đỏ mặt, rosacea. Hơn thế nữa, rượu bia làm mất nước và gây hại cho giấc ngủ, vốn được chứng minh là liên quan đến quá trình tăng tốc sự lão hóa qua một nghiên cứu của Đại học Case Western Rivers. Theo bác sĩ Ostad, thiếu ngủ làm da bạn nhăn nheo, sắc tố da không đều và khiến độ đàn hồi của da kém đi. 5. Thịt cháy. Mảng cháy đen trên miếng thịt burger của bạn, nó có thể chứa các hydrocarbon gây viêm và theo bác sĩ Ostad, tình trạng viêm phá vỡ collagen trên da. Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món BBQ khỏi thực đơn của mình, song ít nhất hãy cố gắng cạo bỏ phần cháy đen và vệ sinh vỉ nướng sau đó để tránh làm bẩn bữa thịt nướng tiếp theo. 6. Sản phẩm sữa. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amy Shapiro giải thích rằng một số người có thể lão hóa nhanh hơn khi họ sử dụng sữa, bởi vì đây là một trong những thực phẩm nhạy cảm nhất đối với người trưởng thành. Cụ thể, sữa có thể khiến một số người bị dị ứng da như bệnh vẩy nến, mẩn đỏ, chóc vẩy da, v.v. 7. Đồ mặn. Có thể bạn không dùng muối khi nấu nướng, nhưng điều đó không đảm bảo lượng muối bạn đưa vào cơ thể ở mức thấp. Theo bác sĩ Ranela Hirsch, nguyên chủ tịch Hiệp hội Mỹ phẩm da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, rất nhiều loại thực phẩm đóng hộp được bảo quản bằng muối có thể làm bạn tích nước và khiến bạn mang bộ dạng sưng húp. Khi bạn cần phải sửa sang vóc dáng ngay lập tức, hãy chống lại sự tích nước bằng một loại kem dưỡng ẩm chứa caffeine. Chất này được biết đến với công dụng giảm sưng phù khi được xoa lên da. 8. Thịt chế biến sẵn. Hãy nghĩ về thịt deli, thịt nguội, xúc xích và thịt xông khói. Theo bác sĩ Ostad, phần lớn các loại thịt này có sulfit và các chất bảo quản khác có thể gây viêm trên da và làm tăng quá trình lão hóa vẻ bề ngoài của bạn. Chúng cũng có xu hướng chứa nhiều muối, khiến bạn có vẻ ngoài béo húp, không kể đến việc các loại thịt đỏ chế biến sẵn đã được chứng minh gây bệnh tim mạch. Hãy thử thay thịt deli bằng thịt gà. Nếu bạn không thể mãi mãi nói không với các loại thịt này, hãy ăn ít thịt và ăn thật nhiều rau xanh. 9. Đồ cay. Đồ cay dễ làm cho da bị chứng rosacea, chứng đỏ mặt, song nó cũng gây hại trong thời kỳ mãn kinh. Theo bác sĩ Ostad, chúng tôi tin rằng khi ăn đồ cay, các mạch máu dưới da trở nên hoạt tính hơn. Do một số loại thực phẩm cay làm giãn nở mạch máu, phụ nữ mãn kinh có thể thấy da mình trở nên lốm đốm và ít tươi trẻ trong thời kỳ này. Đừng lo về việc ăn món cà ri cay khoái khẩu, song nếu ăn quá thường xuyên, bạn có thể nổi tĩnh mạch, bị sưng húp và hoặc bị đỏ da vĩnh viễn. Hãy ăn đồ không cay khi có thể. 10. Thịt đỏ. Theo bác sĩ Ostad, thịt béo tạo ra các gốc tự do. Các gốc tự do tìm kiếm các electron còn thiếu, chúng cướp electron từ các tế bào khỏe mạnh và gây hại đến các tế bào trong quá trình này. Sự hủy hoại này cuối cùng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ và tạo collagen của da. Trong khi thỉnh thoảng ăn một cái burger là điều hoàn toàn bình thường, đừng biến nó thành một thói quen hàng ngày. Bạn nên ăn các loại thịt nạc hơn như thịt gà và hãy nhớ ăn và sử dụng thật nhiều các chất chống oxy hóa như vitamin C. 11. Thức uống tăng lực. Các đồ uống tăng lực có thể khiến bạn cảm thấy khỏe da tức thì, song chúng có những tác động không mấy tốt đẹp lên hàm răng của bạn. Trên thực tế, răng tiếp xúc với thức uống tăng lực bị bong nhiều men hơn các thức uống thể thao. Thức uống tăng lực cũng chứa nhiều axit hơn. Nếu bạn thực sự cần uống thức uống tăng lực, hãy uống qua ống hút. Càng ít tiếp xúc với răng càng tốt. Vâng, kính thưa quý cô bác, một chế độ ăn uống sống lâu trăm tuổi là chế độ ăn bớt thịt, tăng rau và ngũ cốc, giảm chất béo xấu, bột đường. Ngoài ra, người trung niên cần duy trì chế độ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, củng cố hệ miễn dịch để khỏe mạnh hơn. Chúc quý cô bác, anh chị luôn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.